Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đề tài ngày hôm nay của tôi đó là lãnh đạo, ước muốn hay là tham vọng. Có ai đó nói rất là đúng, người ta định nghĩa lãnh đạo là lãnh đạn. Có rất nhiều người họ rất thích làm lãnh đạo, nhưng mà họ lại chỉ muốn quyền của người lãnh đạo, mà lại không muốn trách nhiệm của người lãnh đạo. Họ muốn hưởng được quyền thét ra lửa, nhưng mà cái trách nhiệm lãnh đạn thì họ bỏ trốn. Đến lúc cần phải xuất hiện để trả lời những trách nhiệm của mình trong khi cầm quyền thì lúc đó họ bỏ trốn. Họ chỉ ước ao đạt được vị trí đó để mà có quyền lãnh đạo, nhưng trách nhiệm lãnh đạo thì họ lại đẩy cho dân đen. Thật ra ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em, lãnh đạo đó là ước muốn tốt đẹp hay là tham vọng? Hãy cùng tôi giờ và cùng nhau xem trên màn hình Timothée 1 đoạn 3 câu 1 và Jeremy 45 câu 5b 5a. Nào chúng ta cùng nhau xem này. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục. Giám mục ở đây nó giống như một cái người mà là mục sư trưởng của một vùng có nhiều mục sư phía dưới vậy. Lá thư này do Phaolô gửi cho Timothée. Timothée là một vị mục sư trẻ. Và lúc này hội thánh Ê-phê-sô là một hội thánh do Timothée là mục sư, có nhiều ngàn người. Và họ không có tòa nhà chính, cho nên có rất nhiều những nhóm tế bào nhỏ và có hàng trăm mục sư khác cùng làm việc với mục sư Timothée. Thành ra trong lúc cần lựa chọn những người mục sư đặt vào công việc thì Phaolô đã gửi lá thư này cho con trai thuộc linh của mình là Timothée. Lời của lá thư viết như sau: ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ước muốn tốt lành. Không phải mong được vị trí giám mục, mà mong được làm công việc giám mục. Không phải mong được mang cái tên bố, mà mong được làm bố. Hai cái khác nhau. Có rất nhiều người khoái người ta gọi mình là bố, nhưng mà con nó ốm đó thì đẩy cho người khác phải nuôi, mình chỉ hưởng thôi cái tên là bố có trẻ con. Còn nuôi trẻ con hay trách nhiệm giặt tã hay thay đồ cho nó đêm á thì mình chuẩn. Ở đây hãy nhớ từ làm, chứ không phải chiếm vị trí giám mục. Tiếp theo, ấy là một ước muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Kinh Thánh chấp tiếp, không phải, còn câu nữa mà. Ok, Jeremy đoạn 45, đây là câu thứ hai. Dường như hai câu này đối nghịch nhau nhé. Còn ngươi, đây là tiên tri Jeremy nói với Baruch. Ông nói như sau: còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm. Hai câu nói vừa rồi tưởng chừng trái nghịch. Một câu thì Phaolô nói với Timothée rằng ai mà ước muốn làm giám mục, ước muốn làm người lãnh đạo thì đó là một ước muốn tốt lành, điều đó là phải lắm. Còn câu Kinh Thánh này thì nói rằng còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm. Sự khác biệt trong hai câu này ở chỗ nào? Tôi xin giải thích. Câu này hãy nhìn thấy từ cho mình. Ngươi còn tìm việc lớn cho mình. Có nhiều kẻ không tìm việc lớn để phục vụ người khác, mà chỉ tìm việc lớn cho mình để oách thôi. Muốn làm ông tổng, mặc dù chưa đỗ ông nghề. Và lời Chúa nói rằng đây là đang kiêu ngạo. Còn ngươi, đây là một câu trách móc đấy. Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm. Hãy quay trở lại câu Kinh Thánh trước đó nào. Đây là lời Kinh Thánh mà Phaolô nói với Timothée. Đây là một câu nói mà chúng ta cần phải tìm hiểu vào thời kỳ đó. Vì có nhiều lá thư mà bây giờ bạn đọc mà không hiểu là lúc đó tại sao ông ta viết như vậy. Phaolô đang viết cho Timothée khi ông ta đang bị bắt bớ ở trong tù.
Và thời bấy giờ, nếu anh chị em xem lịch sử trở lại đó, cái đại hí trường tại Roma đó, mà bạn sáng đó là nơi mà ngày xưa Lê Rôn bắt hết thảy con cái Chúa, những người đầu tin Chúa Giêsu tẩm dầu và đốt cho sư tử xé xác ăn. Họ được quyền lựa chọn trước khi ra pháp trường: ngươi có phải là tin Chúa không? Nếu ngươi nói không thì được thoát chết, còn nếu nói tôi tin Chúa Giêsu thì vào đại hí trường để mà bị sư tử xé xác. Thành ra những người làm mục sư thời bấy giờ bị bắt đầu tiên và bị giết đầu tiên, bị quăng cho cọp ăn đầu tiên, bị tẩm dầu đốt đầu tiên. Bởi vậy cho nên ông Phao-lô mới nói rằng lúc đó những kẻ nào mới ước muốn làm giám mục là ước muốn chết đầu tiên, chứ không phải vào thời kỳ này, thế kỷ 20-21 đâu, nơi mà những người hầu việc Chúa họ được quyền la hét, quyền quát nạt, quyền trục xuất người này, trục xuất người khác, quyền đòi hỏi điều này, đòi hỏi điều khác. Bây giờ nó khác với 20 thế kỷ trước. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Và tôi muốn nói với anh chị em biết này, Chúa không cấm chúng ta tìm việc lớn, Chúa chỉ cấm chúng ta đừng tìm việc lớn cho mình thôi. Một câu kinh thánh tiếp theo, sách Mark đoạn 10 dẫn chứng Chúa Giêsu nói về ngài bị đóng đinh và sống lại từ cõi chết. Sách Mark nói rằng hai sứ đồ Giăng và Gia-cơ rủ nhau đến với Chúa nói: Chúa Giêsu ơi, khi ngài vinh hiển, hãy cho con thằng bên phải, thằng ngồi bên trái nhé. Giống như kiểu tổng thống Mỹ bây giờ đấy, khi được trúng tổng thống rồi, ông ta đang lựa chọn kẻ nào làm ngoại trưởng là ngồi bên trái, còn phó tổng thống là ngồi bên phải. Hai, nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Câu 43, đây là một cuộc cách mạng về lãnh đạo này, từ Chúa Giêsu này. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ. Bạn nghe thấy nó giống giống ở đâu không? Nó giống giống ở Trung Quốc, giống giống ở Việt Nam không? Giống giống ở ngành Nga ngày xưa không? Ai làm đầy tớ của dân không? Từ đây này, từ Kinh Thánh này này, lấy từ Kinh Thánh ra đây này. Cái xã hội mà làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu là từ đây này. Cái mà ai muốn làm lớn thì làm đầy tớ cho người khác từ đây này. Còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi cho mọi người. Đây là định nghĩa mà Chúa Giêsu nói về người lãnh đạo. Người lãnh đạo không phải ăn trên ngồi chốc. Người lãnh đạo không phải là chọn chỗ cao nhất trong nhà hội. Người lãnh đạo không phải là la hét lấy quyền. Người lãnh đạo là tôn trọng những con người mà mình đang được giao cho sự phục vụ. Và lời Chúa nói rằng muốn làm lớn không phải tội. Muốn làm lớn không phải tội. Chúa ban cho tôi một cái quyền. Mọi người biết quyền gì không ạ? Nếu tôi không có quyền này thì tôi sẽ không thực hiện được. Đó là quyền phục vụ anh chị em. Tôi là ai mà anh chị em ngày Chủ Nhật phải đến đây ngồi? Không phải. Chỉ đơn giản Chúa ban cho tôi một cái quyền trong sự giảng dạy, trong sự phục vụ anh chị em qua lời. Và cái quyền đó để phục vụ, chứ không phải quyền đó để mà đàn áp, cai trị anh chị em. Cái đó cần phải hiểu. Ơn mà Chúa ban cho không phải để cai trị người khác. Ơn Chúa ban cho cũng không phải là cho chính bản thân mình, mà ơn Chúa ban cho để chúng ta phục vụ người khác. Tiếp theo, tôi muốn nói cho anh chị em này, từ tham vọng. Nếu ai ước muốn làm giám mục, đó là một ước muốn tốt lành. Jeremy nói với Baruch rằng: còn ngươi, ngươi còn tìm kiếm việc lớn cho mình tới bao giờ? Có nhiều người họ bị nhầm tưởng giữa ước mong với lại tham vọng. Hai cái nó giống nhau lắm. Thậm chí nó được bọc, cái tham vọng được bọc trong một cái vỏ bọc thuộc linh từ bên ngoài này này, để mà nhận biết nó. Nếu chúng ta ngờ ngạch với lời Chúa, chúng ta không phân biệt được.
Có những loại đô la giả mà Jeremy con tôi nó vẽ đó, ai cũng nhìn thấy là biết là đô la giả, bởi vì nó quá ngờ ngạch. Nhưng có những loại tiểu xảo cao của máy in, in ra loại đô la giả đó mà bình thường họ không phát hiện ra được. Thành ra có những cái tham vọng người ta bọc xung quanh những cái thuộc linh. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải xin Chúa cho mình biết lời của Chúa để phát hiện ra đô la nào mà đẹp hơn thật, đô la nào xấu hơn thật, đô la nào gần bằng thật thì nó là giả, kể cả nó đẹp hơn thật. Tham vọng trong tiếng Latin được dịch ra có nghĩa là chiến dịch nhằm thăng chức. Tham vọng không phải bỗng nhiên nó có, mà nó có một cái gốc nguyên nhân sâu xa, từng bước tham vọng gọi là chiến dịch nhằm thăng chức. Từng bước một, nó không phải lập tức lọt vào nhà bạn đâu. Thỏ mẹ đi chợ khuyên thỏ con, ở nhà đừng cho ai vào nhá. Rồi, dạ dạ vâng, con sẽ không cho ai vào nhà đâu. Bỗng nhiên, một hồi sau có tiếng gõ cửa, cốc 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 cốc. Ai đó, ai gọi đó? Bên ngoài nói rằng, tôi đây, bác cáo hiền lành đây. Bảo chứ mẹ bảo không cho ai vào. Đúng mẹ mày bảo không cho ai vào, nhưng tao có muốn vào đâu. Hay cho bác, lạnh quá, nhờ cái đuôi. Tôi bảo thế à, ok cho bác nhờ cái đuôi, cho cái đuôi vào. Lại, cốc cốc cốc, cho bác cái chân sau vào được không? Rồi lại thương tình cho vào. Cái đây gọi là chiến dịch từ từ gặm nhấm. Tham vọng là chiến dịch nhằm thăng chức. Tham vọng là chiến dịch chiếm Biển Đông từ chín đoạn. Có nghĩa là gì? Trung Quốc có một cái gọi là từ ngày xa xưa có một cái chiến thuật rất đặc biệt. Cướp hai giả một thì kẻ bị nạn vẫn cảm ơn. Mọi người hiểu không? Tôi đến nhà anh Cần, tôi cướp sạch quần áo của anh ấy. Anh ấy kiện anh đòi đủ mọi thứ, thì tôi là kẻ mạnh mà. Cuối cùng tôi giả lại áo sơ mi, anh vật lộn một hồi, cuối cùng anh nhận được áo sơ mi của tôi, anh vẫn cảm ơn tôi là tôi giả lại. Đó là chiến thuật cướp hai giả một. Chiến thuật từ từ để thăng chức hay là nổi danh, cái đó gọi là tham vọng. Cái đó nguy hiểm lắm anh chị em. Kẻ nào tự nhấc mình lên thì Chúa sẽ hạ kẻ đó xuống. Thế cho Chúa mới nói rằng các con ạ, khi vào một bữa tiệc này, đừng có ngồi ngay lập tức vào hàng ghế đầu tiên. Và nếu như con ngồi vào hàng ghế đầu tiên mà lại con không phải khách mời đó, người ta mới mời con xuống phía dưới để cho cái người đúng khách mời ngồi đó thì xấu hổ lắm. Kể cả là khách mời hàng ghế đầu tiên, hãy ngồi cái chỗ nào khiêm tốn chút. Người ta đến nhìn một hồi không thấy cái người khách đó, họ tìm thôi, ô, tại sao ông cần đi ngồi ở góc kia? Mời lên tận nơi á, thì người ta thấy có giá trị hơn nhiều so với là không được mời mà lại ngồi chỗ đó. Họ mời xuống thì xấu hổ lắm. Bởi vậy cho nên mọi người biết không, cái người thất cử vừa rồi tại Mỹ đó, họ bị sốc lớn lắm. Đọc một số bài báo mà thông tin bí mật, bà khóc nhiều, bà khóc nhiều lắm. Bởi vì bao nhiêu báo chí đã chuẩn bị rồi, thậm chí người ta in 125.000 quyển nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ mà có ảnh bà ngồi ký tên nữa cơ. Đã phân phát cho các hiệu sách rồi cơ, 100% thắng trong tay rồi, thế mà cuối cùng không thắng nổi. Họ phải thu lại hết tất cả các hiệu sách, nhưng mà 17 quyển đã bị bán mất rồi. Cái đó là cái bị hố từ trên cao, từ trên ngọn tre rơi xuống ao bèo. Thầy ra anh chị em ơi, tôi khuyên tốt nhất đừng có tham vọng. Nói thật với anh chị em, đừng có tham vọng. Chúa là đấng sống, Ngài biết được anh chị em, Ngài bảo vệ. Amen. Kể nào cho anh chị em hiểu. Có ông vua nọ, ông bỗng nhiên nghĩ ra một cái bữa tiệc đặc biệt. Ông mời hết thảy những người dân trong nước tới với cung điện của ông ấy, cho nhiều những phòng ăn khác nhau, đồ ăn thật là ngon, với một cái luật không được người nào dùng tay bốc. Và mỗi một phòng đó ông đi kiểm tra xem người ta ăn làm sao. Nhưng mà đũa ở đó đó hay là cái dĩa ở trong đó lại dài 3 mét, không được bốc mà lại dĩa dài 3 mét, làm sao mà đưa được vào miệng chứ? Cắm cái thịt nướng cái làm sao đưa được vào miệng? Rồi cùng thấy cứ tranh nhau vì nó rơi hết ra ngoài. Ông cũng nhìn thấy một cái phòng, các con thanh niên nghe hiểu hết không? Là ok. Thấy một phòng mọi người thấy
không thích cãi lộn nhau, mà thấy cứ tóc tép nhai, tóc tép vào bùi em ông xem. À, hóa ra căn phòng này họ không tranh nhau mà họ đút cho nhau vào thế nào, dần há miệng nào thích cái món gì nào, rồi cách xa nhau 3 mét nhá. Họ chọc cái món thịt nướng há miệng thế nào dần, sau đó bảo là Quảng ơi, tớ thích ăn món này, là Quảng lại sọc cái món này đút cho tớ, tớ lại đút cho Quảng, thế là họ đút cho nhau và ăn ngon lành. Còn ở phòng khác thì đang tranh nhau dài 3 mét làm sao đưa vào miệng, cứ đưa gần miệng là rơi rồi. Và vậy cho anh chị em ơi, khi chúng ta đút cho nhau thì chúng ta được thỏa mãn, còn khi chúng ta tự đút cho chính mình, đồ ăn nó rơi. Amen. Thật ra chúng ta không nên sử dụng chiến thuật chiến dịch nhằm thăng chức. Một câu chuyện khác để cho minh họa rõ hơn, đừng có phải tranh giành, sớm muộn gì ông trời có mắt, đấng sống đó nhìn thấy hết mà. Cuộc sống của chúng ta đây có hai cái luật nha, hai cái luật hoàn toàn khác nhau. Ai ở đây có con trong gia đình giơ tay tôi xem, từ 2 đứa 3 đứa trở lên đấy. Nhà Quảng giơ tay cao cao lắm. Ok, từ 2 đứa trở lên. Cũng đứa con của bạn, nó được quyền sống trong hai cái luật. Một là luật rừng ở bên ngoài, nó lang thang mồ côi cha mẹ hay bỏ nhà đi ở ngoài rừng kia kìa, ở ngoài đường kia, nó sống theo luật rừng. Luật rừng có nghĩa là gì? Kẻ khác mạnh thì kẻ đó sống hạnh phúc ở ngoài đường phố là tấm chăn, tôi muốn ấm thì thằng khác sẽ bị lạnh. Còn ở trong nhà có bố mẹ thì có một luật khác, luật đó là luật yêu thương nhường nhịn. Tôi nhớ cái ngày mà bố tôi đi Hà Giang, đưa cho tôi 3 cái kẹo và nói rằng Hùng, một cái của mày, còn một cái của em, một cái của đứa thứ ba, mày phát cho các em đi. Tôi chạy ra ngoài sân, tôi bảo Quy, lại đây kẹo. Tôi trước đó ra tôi bẻ cực kẹo ra làm đôi, cho con em gái thứ hai nửa cái, cho con thứ ba nửa cái, còn 2 cái tôi bỏ túi. Và tôi tưởng là xong xuôi rồi, vì hồi đấy kẹo kẹo quý lắm, cho cái kẹo vào chỉ cắn một nửa cái thôi, mút bên này rồi nó đẩy sang bên kia, rồi nó đẩy sang bên này, rồi đẩy để cho nó không hết, không được nhai kẹo mà chỉ ngậm kẹo thôi, mút kẹo. Bố tôi mới lại gần nói, Hùng lại đây, đưa ngay 2 cái kẹo là trong túi mày ra đây. Tôi bảo đâu có, đâu có phát rồi, mày đã nói dối rồi, đưa đây. Tôi móc cái túi ra đưa cho bố tôi tịch thu lại. 2 đứa em gái của tôi đang ngậm mỗi đứa một cái nửa cái kẹo, và tôi bị thu cái kẹo 2 cái kẹo rồi. Bố tôi cầm cái túi kẹo còn lại nói rằng, Hùng, đáng lẽ ra tao đưa cho mày cái túi này để phát cho các em đấy, nhưng vì mày tham lam cho nên tịch thu cái kẹo kia mà lại không được quyền cầm cái túi kẹo này nữa. Cái đó là luật trong gia đình đó, luật yêu thương, nhường nhịn người khác thì bố của mình sẽ cho mình điều tốt hơn. Mọi người hiểu không? Thế gian không có Đức Chúa Trời Cha, họ phải sống với luật dừng. Còn ở trong Chúa, sống với luật yêu thương, cho đi thì được nhận nhiều hơn, còn ngoài thế gian phải cướp của nó thì mình được nhiều hơn. Hai cái khác nhau phụ thuộc vào chỗ là ai là chủ của cái nơi mình đang sống. Đức Chúa Trời đang sống. Amen. Quay sang người lân cận nói rằng, chớ có tham vọng. Tiếp theo, lựa chọn qua ơn. Sắp tới tôi sẽ đọc một số cái tính cách của người lãnh đạo, sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện. Ok, bây giờ lấy một ví dụ này. Mời anh Cẩn đứng dậy nào. Tôi và anh Cẩn cùng với Thủy Tiên đứng bên cạnh đây và nói rằng, anh chị em ơi, tôi và ông Cẩn được Chúa kêu gọi hướng dẫn ban tôn vinh. Và bây giờ nói là Chúa kêu gọi chúng tôi đó, thì ai làm sao cãi nhau được. Mọi người hiểu không? Chúa phán thì ai mà cãi được. Mọi người hiểu không? Nhưng mà bây giờ đó, cái ơn thực sự có hay không đó, thì anh chị em sẽ phát hiện ra được. Anh chị em nói rằng tôi phản đối, bởi vì ông nói ông có ơn mà ông lên toàn thấy hét thôi. Ông Cẩn thì lại toàn la, ông này thì hét, còn ông kia thì la. Cả hai ông hợp lại thành Coca-Cola, vừa cô la, vừa cô vừa la. Còn cái người đánh đàn thật đó, thì mỗi lần đánh đàn hướng dẫn hát tôi thấy nó kiểu khác. Mấy anh ngồi. Bởi vậy cho nên tới chúng ta không phải là lựa chọn một người để sau đó họ có cái ơn đó, mà sắp tới chúng ta nhìn nhận con người đã có cái ơn đó rồi, giống như mình xác nhận ơn này con người này có, chứ không phải là tôi bầu cử cho anh bước vào cái lĩnh vực đó để anh có ơn đó, mà anh đã có cái ơn đó rồi, phục vụ chúng tôi rồi, cho nên chúng tôi xác nhận anh và chị đứng vào vị trí lãnh đạo. Mọi người hiểu không? Sự khác biệt giữa bầu ở giữa dân chủ với lại xác nhận của dân sự là như vậy đó.
lựa chọn qua ơn. Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 18 câu 21-22. Xin bật lên nào. Đây là trong khi ông Môi-se dẫn 3 triệu người ra khỏi Ai Cập. Chúng ta được biết kim tự tháp bây giờ là do những người Do Thái mà bây giờ khảo cổ họ chứng minh được đã dựng lên. Và 36 thế kỷ trước, người Do Thái đã có mặt tại Ai Cập. Và ông Môi-se đã đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập đi qua Biển Đỏ. Và trong lúc ở giữa hoang mạc như vậy thì số lượng đông người lắm. Mà bây giờ chỉ có mỗi một mình ông Môi-se thôi. Mọi người tưởng tượng, từ sáng 5 giờ, 6 giờ sáng Môi-se đã dậy và kê một cái ghế ngồi để xử án tất cả những ai có kiện tụng gì, có nan đề gì đến gặp một mình Môi-se thôi. Ông cứ ngồi như vậy. Ai đã sống trong thời kỳ bao cấp, giơ tay tôi xem nào. Có nghe thời kỳ tem phiếu đi xếp hàng mua thịt mới mua gạo đấy. Có nghĩa là khi mà trường mỏ, khu tập thể trường mỏ thông báo. Alo, alo, xin thông báo với hết thảy bà con trong khu tập thể trường học mỏ địa chất. Ngày sau 3 ngày nữa có bán thịt heo, bán thịt lợn. Thật ra xin mọi người chuẩn bị đến giờ này. 3 ngày trước đó mẹ tôi đã nói với tôi rằng hôm nay cùng gạch ghi tên Hùng Ngoan hay là Ngoan Hảo xếp hàng 3 ngày phải đặt cục gạch đó trước tiên, và ngày nào cũng phải 3-4 lần ra xem cục gạch nó có vứt xuống ao không. Mọi người biết câu chuyện chưa, đã từng xếp hàng chưa? Rồi mỗi lần mẹ tôi xếp hàng một tranh nhau thôi thì kinh hoàng. Mỗi lần bà họ có những lần tôi nhớ lại xếp hàng sớm được ấy, bán một cục thịt tạc. Mẹ tôi bảo không, tôi cục bèo nghèo. Tôi bảo tôi sao mẹ ơi, đây cục thịt tạc ngon ăn phát hết ngay. Thế ra phải mua có mỡ và bèo nghèo để còn làm tóc mỡ, để còn lấy mỡ còn rán còn xào rau. Môi-se ngồi như vậy xếp hàng, người ta xếp hàng dài như vậy ngoài sa mạc, xếp hàng dài. Và có một người đến xếp hàng sau bảo ô bây giờ là 8:30 sáng, anh đứng số mấy? Thì người đứng trước mặt ông nói rằng tôi đứng số 1.820.000 số đấy. Bảo tôi đến bao giờ đến được tôi? Một mình Môi-se làm sao giải quyết hết nan đề? Hay là ông vuốt đầu vuốt trán này, và người ta xếp hàng nhá, đợi lâu nhá, ông này huých ông kia rồi, ông này huých ông kia rồi, bắt đầu từ nan đề có một bây giờ sinh ra mấy chục nan đề khác nữa. Thằng kia lại nhìn đẻo mắt nó bắn bắn lác, và lại bảo mày lại nhìn tao với con mắt khinh bỉ, chủ cho với tao mày nhìn hướng khác. Là trong lúc mà nắng chang chang như vậy không có nước uống là dễ sinh sự đánh nhau lắm. Thành ra từ nan đề mẹ đẻ ra một loạt nan đề con, và bố vợ xuất hiện và ông khuyên này, con ơi Môi-se con làm như vậy không tiện, dân sự sẽ chết trước khi là đến gặp con. Thế cho bây giờ bà khuyên con như vậy này, cha khuyên con này, con hãy cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời nhận mạng lệnh của Ngài và dạy họ. Còn con cần dạy cho những người nào, trước tiên hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng. 2. Kính sợ Đức Chúa Trời. 3. Chân thật. 4. Ghét sự tham lợi. Mà lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị ngàn người, trăm người, 50 người hoặc 10 người. Anh chị em ơi, bạn thấy không? Cái này đó là Trung Quốc đã ước ao lãnh đạo như thế này này. Việt Nam ước ao lãnh đạo như thế này này. Đào hồi diệt ruồi cần cái này này thì đỡ phải đào hồi diệt ruồi. Cần phải lựa chọn người có tài năng, chứ không thể bộ trưởng là toàn năng. Từ bộ này không làm được nhảy sang bộ khác. Bộ nào cũng làm được hết đâu, từ xin giải kế hoạch nhảy vào bộ trưởng bộ quốc phòng. Kính sợ Đức Chúa Trời và chân thật không nói giả dối. Rồi tiếp theo ghét sự tham lợi, có nghĩa là tham nhũng đấy. Để mà lập lên làm lãnh đạo, đang xét đoán dân sự hàng ngày. Nếu có việc can hệ lớn họ giải lên cho con, còn việc nhỏ mọn chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Đây là hệ thống nhóm tế bào mà chúng ta đã thực hiện 8 năm rồi ở trong hội thánh này. Và chúng ta đã phát triển lên con số gần 200 người. Nếu như không có những trục trặc xảy ra như vừa rồi thì nó đã đi theo hướng khác rồi. Bởi cho anh chị em ơi, đây lời Chúa đã dạy chúng ta cần phải chia sẻ quyền và chia sẻ trách nhiệm cho người khác. Ma quỷ muốn cho hết thảy mọi nan đề xảy ra vừa rồi để cho lòng của tôi không dám tin vào người khác nữa. Nhưng tôi trước mặt anh chị em nói với vợ tôi và trước mặt Chúa cùng với anh chị em rằng tôi vẫn tin vào những con người mà Chúa lựa chọn trước mặt tôi. Mọi người hiểu không? Ma quỷ muốn cho chúng ta hết tin vào người khác, vì con chim nó sợ đậu vào cành cụt. Nhưng bạn ơi, Đức Chúa Trời là đấng sống, Ngài sẽ minh oan cho những kẻ bị vu khống. Và chúng ta vẫn tiếp tục tin vào những con người, nếu như người đó được Chúa lựa chọn tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật và ghét sự tham lợi. Tiếp theo Timôthê 1 đoạn 3 câu 11 đến câu 12.
Đây là một tiêu chuẩn tiếp theo. Anh chị em có mệt không? Dạ. Qua câu chuyện của Môi-se vừa rồi, sau khi ông lựa chọn xong, ông vẫn ngồi ở chỗ đó. Nhưng bây giờ với một nhóm ít người hơn, ông ấy dạy khoảng mấy chục người, lãnh đạo 1.000 người. Sau đó ông dạy họ rằng: các vị nghe tôi học dạy xong, hãy về dạy cho những người ở dưới các vị cai quản 100 người. Rồi người 100 người đó về dạy lại cho những người cai quản 10 người. Có nghĩa là đi theo hệ thống. Và khi chúng ta càng nhóm ít người và đào tạo thì chúng ta càng hiệu quả hơn. Lắng nghe này, không có một cuộc cách mạng lớn nào lại tới bắt đầu từ đám đông. Đám đông đó, cái đó gọi là hiệu ứng đám đông. Nó chỉ ầm 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 như vậy thôi thì nó tan ngay. Còn cái hạt nhân chính đó là những con người đã được huấn luyện đào tạo mới là điều quan trọng. Thành ra đây là một nguyên tắc lãnh đạo. Chúng ta bắt đầu từ nhóm nhỏ lãnh đạo, đào tạo, trang bị, trao cho họ quyền và đặt cho họ chia sẻ những trách nhiệm, và họ làm việc tiếp với những người khác. Amen. Con người chúng ta cũng bắt đầu từ tế bào như vậy đó. Từ một tế bào sống, nó phân ra thành hai, từ hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16, và nó trở thành con người đang đứng trước mặt anh chị em đây. Bắt đầu từ một tế bào sống, từ bố và mẹ hiệp lại. Thấy chưa? Đây là tiêu chuẩn tiếp theo. Anh chị em về nhà suy nghĩ, đọc lại Kinh Thánh rồi suy xét những điều này. Ví bằng có kẻ được mong làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Anh chị em nhắc lại cùng tôi: chồng chỉ một vợ. Như vậy có nghĩa là những người nào mà đã từng ly dị trước đây bây giờ không được quyền hầu việc Chúa sao? Không được quyền lãnh đạo sao? Không, họ vẫn có thể lãnh đạo được. Tội cũ được tha. Chồng chỉ một vợ là lúc đó đó, không thể cùng một lúc mấy bà được. Chứ mọi người hiểu tôi đang nói không? Còn nếu như chúng ta máy móc câu này, chồng chỉ một vợ mà thôi, như vậy chỉ có một vợ thì anh mới được quyền lãnh đạo, thì Phao-lô không vợ thì làm sao được lại lãnh đạo? Phao-lô lúc ấy có vợ đâu, và ông ấy sống một mình như vậy hầu với Chúa mà. Ở đây nói về cái tiêu chuẩn đạo đức của một con người, không lăng nhăng, chứ không phải là những cái quá khứ của mình. Còn bây giờ đó, chúng ta được thay đổi, sống trong một cuộc sống mới. Bạn không còn phạm tội lăng nhăng nữa, bạn vẫn có thể lập lại được sự hầu việc, sự ban ơn của Ngài. Amen. Amen. Có tiết độ, có tài trí. Tiết độ là sự cân bằng, cân bằng giữa sức mạnh của mình có với lại kẻ yếu đuối. Chúa nói trong Thánh Kinh rằng: hãy gắng hết sức mình thêm cho đức tin sự nhân đức. Anh chị em ơi, hãy nhìn tôi này. Con người của tôi và con người của anh chị em là một hình mẫu của sự cân bằng. Có tay phải và có tay trái. Tim cũng có một nửa phải nửa trái. Não có nửa trái, nửa phải nửa trái. Chân, chân phải chân trái, cần cân bằng. Bạn có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa đó, thì bạn cũng cần phải có sự nhân đức với những người yếu khác nữa. Có nhiều khi chúng ta quá mạnh mà không thông cảm với những người yếu. Bạn đi quá nhanh, lôi cái người yếu đi sạch 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 như vậy. Alexander Đại Đế là hoàng đế của Hy Lạp. Ông đã thành công tuổi 30, đánh đâu thắng đó. Và ông thất bại đúng một điểm. Năm 30 tuổi ông qua đời chết. Ông thất bại ở chỗ ông hành quân quá nhanh, và tướng cùng với quân của ông không theo kịp. Cho nên khi ông hành quân một hồi xong, lính tráng hành quân sang Ấn Độ chết dọc đường gần hết. Bởi vì ông ấy muốn muốn bá chủ cả thế giới này. Ông chiếm hết cả Âu Châu rồi, ông muốn chiếm châu Á cho ông nữa. Và cuối cùng đến Ấn Độ không thành công, quân chết nhiều quá, ông phải rút lui quay về. Và dọc đường ông chết tại Ai Cập tuổi 30. Và khi ông chết thì lãnh thổ Hy Lạp bị băm ra làm 10 mảnh khác nhau. Có cái hết thảy công xây dựng của Alexander Đại Đế hoàn toàn tan tành. Và vậy cho nên anh chị em ơi, sức mạnh của bạn cũng cần phải biết được những người đi theo cùng làm việc nó thế nào. Đừng có thúc quá mà cuối cùng chết dọc đường. Sự tiết độ đây là như vậy đó, phải cẩn thận. Có nhiều khi học, nghiên cứu nhưng đừng quá khuya. Có nhiều người đọc sách mê mải quá, thâu đêm suốt sáng luôn. Người ta gọi người đó là người tri thức hay là người trí thức. Trí thức có nghĩa là có trí để thức đêm, không có tiết độ gì hết đó. Tiếp theo, có tài trí. Tài trí đây có nghĩa là thế nào?
xử lý những điều xảy ra đó có tình có lý, không hấp tấp. Nghe một cái chuyện gì đó chưa kịp điều tra, chưa kịp suy xét, đã lập tức kết luận rồi. Tôi có nhiều khi soi gương, ai đã từng ít nhất một lần trong ngày soi gương giơ tay tôi xem nào. Dạ không, có nhiều người đàn ông không soi gương. Tôi nói thật nhá, người ta phát hiện ra rằng đàn ông soi gương nhiều hơn đàn bà đấy. Các nhà khoa học phát hiện ra người đàn ông soi gương nhiều hơn đàn bà, nhưng soi gương nhanh thôi, nó đi qua cửa kính nhói cái, đi qua gương nhói cái. Còn đàn bà soi ít nhưng mà soi lâu hơn. Còn đàn ông soi nhiều hơn. Khi soi gương, bạn có phát hiện ra bạn có hai tai không? Nhiều khi đặt câu hỏi tại sao không phải là hai miệng, một tai, tai nằm giữa này nó phải hai biết bao không? Không, hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi mà chỉ có đúng một miệng thôi. Có nghĩa là đường vào luôn luôn là hai, đường ra đó chỉ có một thôi. Biết suy xét, nghe bên này một chút, nghe bên kia một chút, hai tai, nhìn cũng phải nhìn hai mắt, ngửi cũng phải ngửi hai lỗ mũi, rồi sau đó đưa hết thảy mọi thông tin lên trên bộ não này, suy xét bởi hai bên phải trái của não, suy xét xong rồi mới đưa ra một kết luận thôi nhé, chứ không phải là nói hai lời. Nói chỉ một lời, nghe bằng hai tai, nhìn bằng hai mắt, ngửi bằng hai lỗ mũi, suy xét bằng hai bán cầu não, nhưng mà nói chỉ một lời. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chỉ phải. Cái đó gọi là tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách, khéo dạy dỗ. Cái này rất là quan trọng. Xin Chúa cho khi mình nói chuyện đặc biệt với các con của chúng ta đây này, thanh thiếu niên. Mục sư rất là ước ao cho những gì mục sư giảng cho bậc phụ huynh đó, bố mẹ các con cũng hiểu được. Thấy ra những cái ngôn từ của mục sư nói chậm hơn và những câu chuyện nó nhiều hơn để vì các con nữa đấy. Nhà chúng ta khi nói chuyện với các con của chúng ta đó, làm sao chúng ta nói để nó hiểu được, không nói một cái gì đó nó quá bay bổng. Có nhiều người giảng khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ lời Chúa, xong xuống dưới ghế ngồi quay sang hỏi ông có hiểu gì tôi giảng không. Bảo thế ông có hiểu gì ông giảng không? Bởi tôi chả hiểu tôi giảng cái gì nữa. Họ nói những cái từ mà bản thân họ chưa hiểu hết. Thế ra anh chị em ơi, hãy nói cái gì mình biết. Khi ta hỏi mình một câu hỏi nào mà mình không biết á, chỉ nên thành thật nói rằng cái này tôi chưa biết. Không ai người ta chê bạn không biết, họ chỉ chê bạn biết mà cứ nói đại, không biết mà cứ nói đại. Còn tôi chưa thích người nào, bình thường lại chê cái người không biết khi mà người ta nói cái này tôi không biết. Anh Xanh nói rằng á, cái mà tôi biết chỉ là cái đỉnh nón thôi, còn cái mà chưa biết á, nó là cả một cái vũ trụ bao la này này. Thành ra anh chị em ơi, chúng ta luôn luôn hạ mình để học hỏi người khác. Ở đây khéo dạy dỗ là xin Chúa cho chúng ta, kẻ nào mà lắng nghe tốt thì sẽ trả lời tốt, kẻ nào mà học tốt sẽ là người dạy tốt. Hãy lắng nghe, khéo dạy dỗ, đừng mê rượu cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã. Ở đây là điều rất là quan trọng. Xin Chúa cho chúng ta không nổi nóng, không nổi nóng. Vừa rồi có một bài báo, một nhóm người nhà khoa học bên Mỹ, họ phát hiện ra một điều này. Họ nghiên cứu bộ não con người. Khi mà chúng ta nóng, mà người ta gọi là lộn tiết đấy, khi mà tiết lộn lên trên não đấy, mà mặt bắt đầu đỏ dựng lên rồi đấy, thì chỉ số EQ là không, có nghĩa là chỉ số thông minh lúc đó là không. Thành ra xin Chúa cho chúng ta, nó đến cổ là nó phải tụt xuống. Mình cần phải xả lũ khẩn trương khi mà nó đến đây rồi đó. Đến mức độ của là 700 rồi đó, là lúc ấy mới xả ngay. Nó mà vỡ đập đó, nó lên trên này đó, là chỉ số không. Thành ra có nhiều ông chồng sau khi đập hết cả cái bếp rồi đấy, bắt đầu ngồi khóc. Vợ hỏi sao anh khóc? Bởi lại tiền đâu ra để mua lại đồ mới nhỉ. Rồi sau đó đặt giá như anh sống lại được trước đó nửa tiếng thì đỡ phải khổ không? Bởi vì sao? Lúc đó máu nó lên đến đây này, gọi là lộn tiết, không còn nhìn thấy gì nữa. Lúc ấy cái gì xuất hiện trong đầu là làm việc ngay. Thành ra đây nói rằng là đừng hung bạo, và phía trước đó là đừng mê rượu. Hãy nhắc lại tụi tôi, đừng mê rượu. Bởi vì khi một chút rượu vào rồi thì bắt đầu nó linh binh,
Và từ cái lênh bênh đó bắt đầu máu nó loãng hơn, vì nó có rượu mà, có cồn mà, nó chạy lên trên này nó dễ. Nghĩa là tiết nó lộ lên trên này nó dễ, vì nó có thêm chất cồn, nó chạy nó dễ, nó đường thông, nó không bị tắc đường nữa. Lên trên này mà dễ nóng lắm. Và tôi muốn nói với anh chị em biết này, hãy nhìn đây nhá, nhìn một thí dụ này. Bạn nghe cái gì không? Nghe này. Nghe này. Nghe này. Ở đây nó kêu kiểu khác, bởi vì trong nó có đầy, còn đây là rỗng. Nổi nóng hay là dùng gọi là thế nào là nóng tính? Nóng tính là tôi đang che giấu một nỗi sợ từ bên trong. Mọi người hiểu không? Có một người bên Nga tranh luận với tôi kinh lắm. Họ khoác cho tôi một tháng trời về tội gọi là sợ vợ. Rồi hỏi tại sao anh bảo tôi là sợ vợ? Bởi vì anh luôn lắng nghe vợ của anh. Anh suy xét. Tôi hỏi thế tại sao anh bảo anh không sợ vợ anh? Bảo là nó mà linh tinh thì tôi tát ngay, tôi đập ngay. Đấy là tôi không sợ vợ. Tôi bảo anh mới là kẻ sợ vợ. Mà tại sao mục sư bảo tôi là kẻ sợ vợ? Bởi vì anh sử dụng cái mà vợ anh không có đó, cơ bắp. Lúc anh đánh vợ là lúc anh sợ vợ rồi. Vì sợ nên tao phải dùng cái mà mày không có, để tao đàn áp mày, tao đối lý rồi. Thành ra vì sợ thì mới đánh vợ. Còn để chỉ cho anh biết, không sợ vợ có nghĩa là bạn biết ý muốn tốt lành, bạn đi và vợ vẫn đi theo. Kết quả cuối cùng mới chỉ ra được ai là người sợ vợ, ai là người hướng dẫn vợ của mình. Vợ tôi đi theo tôi sang Nga 7 năm khổ như vậy, không hề bỏ về. Thành ra tôi khuyên anh, tôi nói với người đó là tôi khuyên anh, nếu anh dạy vợ kiểu đó mười mấy năm rồi mà không thấy thay đổi đó, thì đến lúc anh phải thay đổi cách dạy vợ của anh. Đừng tát nữa, mà hãy vuốt. Đừng đập nữa, hãy ôm. Nó sẽ thay đổi thôi. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Cái vấn đề không phải là cách thức, vấn đề là kết quả cuối cùng nó ra làm sao. Thành ra đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại và hòa nhã. Lại đừng ham tiền bạc. Hãy nhắc lại cùng tôi từ ham tiền bạc. Tiền bạc không phải là cội rễ của mọi điều ác, nhưng tham tiền mới là cội rễ của mọi điều ác. Chúng ta cần nhiều tiền nhưng mà không mắc tội tham tiền. Hai cái khác nhau. Một người khố rách áo ôm ăn xin ngoài đường phố mà vẫn mắc tội tham tiền, nhưng chưa chắc một triệu phú hay là giám đốc một công ty mắc cái tội đó đâu. Tham tiền mới là cội rễ của mọi điều ác. Đừng tham tiền, phải khéo cai trị nhà riêng của mình và giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thẳng trọn vẹn. Vì nếu ai không biết cai trị nhà riêng của mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Đây là câu nói cực kỳ hay. Tôi giải thích như thế nào. Đừng bộc lộ tôi ở nhà tôi trước tiên. Tôi đứng đây trước mặt anh chị em chưa chắc đã phải là tôi. Có nhiều người bạn nhìn thấy ngoài đường phố hay diễn thuyết trước đám đông, ông ta diễn thuyết đấy nhưng chưa chắc đã phải là ông ta. Ông ta chỉ là ông ta khi ông ta ngồi ở trong nhà một mình mới đúng là ông ta. Còn chưa chắc trước đám đông ông ta là ông ta đâu, mà ông ta đang là một diễn viên đang đóng một cái vai nào đó đấy. Chuyện nước Mỹ bao nhiêu năm qua họ tránh ấy cái cảnh của một diễn viên rồi, và bỗng nhiên tổng thống, tân tổng thống xuất hiện mấy tháng trước, ông ta cứ cái gì có là ông ta nói ra miệng, cứ gì nói ông ta nói ra miệng. Bỗng người Mỹ thấy khoái quá, nhân vật này hay, nhân vật này sống thật. Và cái đó cũng là một trong những điều mà chiếm được nhiều lá phiếu cho ông ấy. Dạ, ở đây lời Chúa nói rằng cai trị nhà riêng của mình mới cai trị được hội thánh. Tôi muốn nói với anh chị em biết này, từ kinh nghiệm của bản thân tôi phát hiện ra một điều: tôi đối xử với vợ tôi thế nào thì tôi đối xử với nhân sự tôi y chang. Nếu tôi hung bạo với vợ của tôi sẽ hung bạo với nhân sự. Chỉ có cái trước mặt nhân sự tôi kìm được, nhưng mà sự thật tính hung bạo nó vẫn là con người đó thôi. Ở nhà tôi bộc lộ được dễ, còn đây tôi cố gắng giấu, sớm muộn gì sẽ lộ ra. Tôi đối xử với con tôi thế nào thì tôi đối xử với dân sự của tôi cũng y chang như vậy. Thành ra ở trong nhà đó là một cái nơi mà bạn bộc lộ mình chân thật nhất. Người vợ biết rõ bạn nhất. Thế rồi có một người mục sư trong cái họp, trong cái buổi nhóm các mục sư và trưởng lão đó trò chuyện về những nan đề trong hội thánh, ông phát biểu rồi, ông giơ tay và anh phát biểu đi, anh bảo là tôi thấy cái chân trên vợ là khó nhất.
chăn trên nào thì dễ chứ chăn trên vợ là khó nhất, bị vợ nó cứ tổng mà nhét rồi. Bạn ơi, tôi kêu gọi anh chị em, không khó đâu, chỉ đơn giản sống thật thôi. Có gì với vợ nói như vậy, và bắt đầu mình xin Chúa cho thay đổi từ cái nhỏ nhất trong nhà trước. Và có nhiều khi có những người mà họ giảng, khi vợ xuất hiện là họ bùn rủn chân tay, họ không giảng gì được nữa. Nhiều khi vợ đi rồi bắt đầu họ giảng ok, thấy ông nói ầm ầm như vậy là biết là có nghĩa là nơi đây không có vợ. Còn ông đâu ngồi gì như vậy là có nghĩa là vợ đang ngồi ở đó. Ra đây cho chúng ta nhìn thấy gia đình cực kỳ là quan trọng. Gia đình là tế bào nhỏ nhất trong xã hội và trong hội thánh. Tôi muốn cho mỗi một gia đình tại đây bắt đầu được thay đổi. Tôi muốn cho mỗi một cặp vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng ta trong thời gian tới có những hội thảo vợ và chồng với nhau. Chúng ta đã có rồi, anh cần nữa không? Chúng ta đã có một cái lần mà 4 buổi chiều chúng ta ngồi lại với nhau, vợ và chồng ngồi trên một cái bàn, có một ngọn nến, có một bông hoa hồng, cùng nhau thảo luận đề tài mục sư giảng. Và chính cái vụ đó là vụ trưởng lão vừa mới mua 2 cái bó hoa tặng vợ đấy, một cái để tặng mùng 8 tháng 3, một cái tặng bù cho mấy chục năm không hề tặng hoa cho vợ. Thành ra tôi ước ao cho những cặp vợ chồng bắt đầu ngồi lại được với nhau, nhen nhóm lại. Bà nói rằng nhưng mà tôi tiếc quá không có chồng bên cạnh, tiếc quá tôi không có vợ bên cạnh. Bà sẽ có hội thảo kiểu khác, nhưng mà bắt đầu từ gia đình. Amen. Bắt đầu từ gia đình, đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.